Bán xôi coi. Cơ bán con xôi coi. Bữa này bán mấy loại xôi rồi con? Hả? Ở đây bán có 4 thứ thôi. Cái này là kêu xôi gì con? Giò, xương gấp. Xương gấp. Đây là xương cút. Xương cút. Cái này đậu đen với than. Rồi, cái này. Cảm ơn. Ở đây xôi nào ngon nhất của cô con? Cũng ngon á. Mà xôi. Dạ. Tứ hộp hả? Thôi à, cô lựa sao nào ngon lấy cho con hai hộp đi. Cái mặn cái ngọt đây. Cái ngọt. Này bán nhiều rất nhiều thứ luôn nha các bạn. Đây nè. Này là cái gì cô? À, chả với lại thịt nguội. Này là guốc đúng không? Này là sáu bấu. Sáu bấu. Sáu bấu hôm nay thành phần nó là cái gì cô? Dạ, cũng có tép giống á. Tép, này là mà hàng. Thôi, đơn giản. Đậu phộng. Cà phê. Cái này là trà bông. Trà bông. Gà. Trà bông gà. Này là cà phê vậy thôi. Cà phê. Tại bữa nay ít món. Món. Nhà người có xôi đậu phộng, xôi bắp. Dạ. Rồi cô bán ở đây lâu chưa con? Mới là bữa tháng 9 đó giờ. Bữa tháng 9 mà cô theo nghề này lâu chưa? Lâu rồi. Bán ngoài tư còn may là mấy năm rồi. Mười mấy năm. Như cô có bán ở ngoài chợ Phan Đăng Giảng nữa không? Không. Phạm Đăng Giảng. Ồ, nhà sách Bình Tân á. Nhà sách Bình Tân. Giờ thằng Ngọt không biết ăn cái gì, hợp cẩm đi ha. Dạ dạ. Cái ít 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 thôi nha con. À, không được nhiều đâu. Đó thì đây là toàn bộ xôi. Nếu mà các bạn thấy ngon thì lợi ở địa chỉ này ủng hộ cô nha. Nè, có địa chỉ này nha các bạn. À, tuy rằng quán này thì bán không đông quá vì ở đây là không cái chỗ mới dời lại thôi, nhưng mà cái chỗ mới là chắc nhà sách ở ngay nhà sách Bình Tân chắc cô bán chắc đắt rồi con. Bình Tân á. Đây là học sinh mà xin nghỉ cái nay gắn rồi. Dạ. Bán vài lần rồi. Cái gì thứ hai á, thầy đủ nhiều lắm. Sao nó dứa rồi á. Rồi nhiêu tiền con? À, 28 ngàn. 28 ngàn. 58 ngàn. Đây, mình gửi tiền. Rồi để con quay thêm tí nữa. Dạ. Có mặn hay ngọt? Bỏ gì qua này làm. Để em học 15 không, không qua tay, không đồ phộng. Xoay không ha? Còn muối đậu. Quá ngon luôn. Muối đậu xanh. Cảm ơn cô An, chúc cô mua em có đắt hay không?